Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Thế Giới Vạch. Thì hôm nay mình sẽ trên tay cái thiết bị là mobile handheld của hãng Zebra, đó là TC20. Thì các bạn hãy cùng theo dõi video này để mình biết thêm được các cái thông tin về cái máy quét TC20 này. Rồi, đây là một cái bộ TC20 mình vừa nhập về từ hãng Zebra. Thì đây là một cái bộ cơ bản bao gồm là cốc sạc, dây USB, Type-C và một cái thiết bị máy TC20. Thì khác với các smartphone trên thị trường thì hiện tại thì cái phụ kiện này Zebra để riêng và không để chung, sẽ phân biệt thành riêng thành từng bộ phận. Thì đầu tiên thì mình sẽ phủ trước là cái cốc sạc ở đây. Đây là cốc sạc USB ha. Được gói bằng cái màng bong bóng khá là kỹ lưỡng hai lớp. Thì cốc sạc này á thì nó sẽ có một cái chui này. Cái chui này thì mình có thể là hỗ trợ theo tùy theo cái thị trường châu Âu, Mỹ hoặc là Trung Quốc thì sẽ có những cái chui gắn khác nhau. Thì mình sẽ gắn vào đây. Đó. Xong. Khi tháo lắp thì mình chỉ cần nhấn vào nút này. À, kéo xuống này. Nó sẽ bật ra. Rồi đây có một cái cổng USB để mình kết nối là cái dây Type-C này để mình tiến hành sạc. Rồi dây Type-C này á thì là đây là một sợi dây mà mình đánh giá là khá là chắc chắn. Nó có một cái cục chống nhiễu ở đây nè, nên cái dữ liệu nó truyền nó sẽ không có bị sai lệch ở đây và nó sẽ truyền được một cái dữ liệu nó tối ưu nhất. Rồi bây giờ Type-C khá là dài ha. Giờ Type-C mình có thể là mình sạc nè, mình sạc cho cái TC20 và kết hợp là mình truyền dữ liệu ở đây ha, cắm ra mình sạc thôi. Nó khác so với những cái dây Type-C của smartphone ha mọi người ha. Ở đây có một cục chống nhiễu khá là bự đây, chất lượng nó rất là tốt. Rồi và tiếp tục đây là cái thiết bị mà mình sẽ trên tay ngày hôm nay, đó là TC20. Đầu tiên mở hộp ra thì nó sẽ có một cái tờ phiếu hướng dẫn, hướng dẫn của hãng sản xuất, hãng Zebra sẽ có một cái tờ phiếu hướng dẫn. Hướng dẫn này sẽ hỗ trợ ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, thì tùy theo cái thị trường mà mình sẽ coi theo hướng dẫn này. Rồi tiếp tục ở trong, thì TC20 đang được đóng gói một cái bịch ha, mình sẽ lấy ra. Rồi mình sẽ cắt cái hộp này qua một bên. Đây là cái thiết bị TC20 mà mình sẽ trên tay ngày hôm nay. Nó sẽ tương tự như một cái thiết bị smartphone hiện nay. Hiện tại những thiết bị mobile handheld thiết kế như smartphone đây là một cái xu thế của năm 2020 và những cái năm về sau. Tại vì nó thiết kế nhỏ gọn và cái cấu hình nó mạnh mẽ, nó giúp đáp ứng cho cái nhu cầu cơ bản vừa và nhỏ cho các doanh nghiệp. Họ khỏi phải trang bị những cái thiết bị cầm tay lớn như là những cái dòng trước đây, những cái dòng MC này. Đây là những cái dòng tầm trung và tầm vừa mà có thể trang bị mình sử dụng cho kho mình và trong quá trình mình di chuyển. Nó rất là thuận tiện. Thì ngoài ra thì nó sẽ có thêm một số cái phụ kiện như là dây đeo nè, những cái dây nó kết nối đây để mình luồn qua tay nó chắc chắn hơn. Có thể là một cái gân mình gắn ở dưới này nè. Gắn dưới này khi mình quét trong quá trình mình kiểm kê kho nó được dễ dàng hơn. Thì mình đánh giá là cái phụ kiện về mặt phụ kiện thì Zebra làm khá là tốt. Và những này sẽ đầy đủ những cái phụ kiện theo tùy cái môi trường cũng như là cái điều kiện mình sử dụng. Rồi, mình sẽ đi vào cái thiết bị TC10 ngày hôm nay. Về hình dáng và thiết kế của TC10 có một hình dáng thiết kế nó khá là chắc chắn ha. Chắc chắn và cái màu đen của nó tạo cái cảm giác nó mạnh mẽ hơn. Nó tạo cái sự mà mình an tâm khi mấy quá trình mình sử dụng. Thì hiện tại mình đang cầm thì khá là chắc tay. Ở đây mình có một cái chút cảm ứng xấu. Thì khi mà chưa có ốp lưng hay bất kỳ những phụ kiện khác thì mình cầm nó rất là mỏng manh và nó dễ được tuột ở tay. Nhưng mà cái chiếc TC10 này nó thiết kế theo cái chuyên dùng trong kho bãi nên là mình cầm rất là chắc tay. Và nó dày như vậy nhưng mà về trọng lượng á thì nó chỉ có là 195g thôi. 195g nhưng mà nó rất là chắc chắn nha mọi người. Người cầm sẽ và những cái thiết kế bo góc như này, nó cầm nó vừa nó ôm khít cái bàn tay mình luôn. Mình thao tác nó rất là dễ dàng. Đây là chiếc iPhone 6 á, nên cầm mình để mình so sánh á. Nhưng mà cầm nó rất là dễ bị tuột tại vì nó quá mỏng. Nhưng những thiết bị trong kho như vậy mình cần một cái thiết bị nó cầm nó chắc tay, đúng không? Mình cảm thấy được cái sự chắc chắn của nó. Về màn hình của nó này, đây là màn hình 4.3 inch. Màn hình của nó là màn hình 4.3 inch, khá nhỏ so với chiếc iPhone smartphone hiện nay nhưng mà nó đã đáp ứng được cái nhu cầu cơ bản khi mà chị sử dụng trong kho. Ngoài ra thì nó có thêm, Zebra có làm thêm một cái phiên bản là có bàn phím keyboard ở dưới. Thì cái bàn phím này giúp là cái việc nhập thông tin đối với những một số môi trường đặc biệt mình không có thể mình dùng cảm ứng trên này,
mình sẽ sử dụng thêm những cái bàn phím dưới để mình nhập vào. Và màn hình này là màn hình có kính cường lực sẵn nha mọi người, của Corning. Có kính cường lực sẵn nên là sẽ không có cần phải dán thêm hay là bất kỳ hết, là màn hình kính cường lực. Nên khi mình thao tác, mình va chạm cũng như là va đập ở trong kho thì mình hoàn toàn yên tâm cái kính cường lực này, tích hợp sẵn kính cường lực so với là những cái thiết bị smartphone hiện nay ha. Đó là một cái ưu điểm mà tại sao mình lựa chọn cái máy mobile Intel đây so với một cái smartphone. Rồi cảm ứng đây là cảm ứng điện dung và cảm ứng đa điểm, đây là giúp cho mình thao tác nó mượt mà và nó trơn tru hơn trong quá trình mình thực hiện cái công việc của mình, chứ không phải bị nó delay như các cái dòng trước đây sử dụng cái Windows xe. Cái bây giờ mình sẽ trải nghiệm về cái khi mà mình thực hiện thao tác ở cái này. Pin của nó là 3000 mAh. Nó những hỗ trợ cho thế là mình sử dụng với thời gian thực tế khoảng tầm là 10 tiếng cho mỗi ca làm việc, thì nó sẽ phù hợp với những cái doanh nghiệp mình. Khi mà khoảng 10 tiếng mình sử dụng xong mình cắm sạc, sạc thì khoảng tầm là dưới 4 giờ theo thông số của hãng ha, dưới 4 giờ thì mình có thể sử dụng cho một ca làm việc là 10 tiếng, nên nó hoàn toàn đáp ứng cái khả năng công việc của mình xuyên suốt hàng ngày. Cho các bạn kho, thường thường các bạn kho sẽ làm việc rất là trễ so với lại cái thời gian văn phòng, nên là cái pin này nó sẽ hỗ trợ cái ca làm việc là 10 tiếng. Mình đánh giá nó, cái pin này khá là tốt cho mình phù hợp sử dụng trong kho. Khe cắm thẻ nhớ ở đây có khe cắm thẻ nhớ là microSD thì sẽ hỗ trợ là khe cắm thẻ nhớ là 128GB ở bên hông này ha. Ở bên hông nó sẽ có những cái thiết kế nút nè, nút tăng giảm âm lượng, mạch nút quét nè, hai nút quét hai bên mình cắm bấm là đều là để quét mã vạch nha mọi người, quét mã vạch đây. Đó. Ở trên này thì sẽ có một cái nút nguồn nè, một cái mắt đọc chuyên dụng sẽ hỗ trợ đọc là mã 1D và 2D. Thì đa số những cái chiếc mobile handheld bây giờ thì đều sẽ hỗ trợ cái mắt đọc là 2D, đọc khá là nhẹ và nhanh. Thì tới đây mình sẽ test thử để coi cái độ nhanh nhạy của nó như thế nào. Rồi bên cạnh đó thì nó sẽ có một cái cổng là jack 3.5 để có thể là cắm tai nghe sử dụng một số cái môi trường đặc biệt. Ở dưới này thì mình có thể là có một cái cổng cắm tai C, thì ngoài ra thì là ngoài sạc bằng dây USB thì là Zebra có thêm một cái bộ sạc là bằng chân đế, mình sẽ cắm thẳng qua thì nó sẽ có hỗ trợ hai chân ở đây. Về phía mặt lưng á thì sẽ có camera. Camera này thì là hỗ trợ thêm là có đèn flash, camera là 8 megapixel và có hỗ trợ đèn flash đi kèm. Ở đây có một cái điểm chạm ở đây là mình để kết nối với lại cái thiết bị đặt RFID là RFID 2000, nên mình chỉ cần chạm vào với lại cái chân của bên cái RFID 2000 là mình sẽ kết nối được hai thiết bị kết nối lại với nhau, không cần phải là kết nối Bluetooth và một Bluetooth gì hết, chỉ cần chạm vào hai cái điểm ở sau này. Đó là thiết kế đặc biệt của Zebra kết hợp với là cái RFID 2000 thì một bộ đó thì mình sử dụng ở trong cái môi trường là web RFID. Rồi bây giờ mình sẽ mở máy lên và mình sẽ test ở bên trong cho các bạn coi về cái sự mượt mà của nó. Ở trên này có một nút nguồn ha, bấm giữ mình sẽ hiện lên cái logo Zebra và mình Android. Rồi đây là cái phần mềm demo của hãng đi kèm theo ở trong máy luôn, cái đặc sản để mình test thử. Đó, con mắt đọc nó khá là nhạy, quét được mã 2D chính xác cho mình từ những cái lần gặp quét đầu tiên nè. Thì để xài được với cái thiết bị này thì các bạn cần phải có một cái app mình xây dựng ở trong cái Wahao của mình, hoặc là một số cái app về mình chuyển kê. Thì đây có một số cái ứng dụng cài đặt sẵn Google, do đây là cài đặt theo hệ điều hành Android nên là có sẵn một số cái ứng dụng Google. Nó sẽ như một cái thiết bị di động thông thường, nhưng mà khi các bạn vào những cái thanh tìm kiếm như vậy này, nó sẽ có những cái con chó nhấp nháy như vậy này, các bạn chỉ cần quét thôi. Thì hiện tại TC10, cái dòng TC10 sẽ hỗ trợ là kết nối Wi-Fi băng tần là 2.4GHz hoặc là 5GHz. Thì đây là những cái băng tần mới hiện nay, nên là nó khá là phù hợp với lại một số hệ thống Wi-Fi core mới nhất hiện nay. Và mình có cái IP là IP 65, có thể chịu rơi rớt ở những cái khoảng cách là 1.2m. Các bạn rơi rớt ở khoảng cách 1.2m xuống như vậy nè, bây giờ nó sẽ chịu được cái va đập này. Mà đây là mặt kính cường lực tích hợp sẵn, chống trầy luôn, không có cần mình phải dán hay bất kỳ gì hết. Nên đây là một cái điểm nổi trội khi mà những cái thiết bị của Zebra xây dựng lên thì là sẽ có kính cường lực. Mình khi tại thông thường mình sử dụng trong môi trường kho, điều kiện khá là khắc nghiệt, cái tay mình số lần chạm nó sẽ khá là nhiều. Những cái thiết bị di động như thông thường như này thì không bao giờ chịu nổi,
phải sử dụng những cái thiết bị mà chuyên dùng kiểm kho, nên sẽ có kính trường vực sẵn ở đây để mình sử dụng ở đây. Vừa rồi thì mình đã trên tay cái tờ xe 10, xếp ra tờ xe 10 này. Thì nếu các bạn có cái thắc mắc thêm về, cần tư vấn thêm về sản phẩm thì hãy liên hệ số hotline là 1900 3438 hoặc là liên hệ qua trang web thế giới3.com ha. Thì các bạn kinh doanh sẽ liên hệ tư vấn thêm cho mình. Và các bạn nếu thấy video này hay, hãy like và subscribe kênh của Thế Giới Bạch để nhận được các cái video tiếp theo nó hấp dẫn hơn. Cảm ơn mọi người.